Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, những tình tiết về vụ đụng độ giữa máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của Nga với khu trục hạm Donald Cook tại Biển Đen vừa được tiết lộ thêm. Vào tháng 4 năm 2016, một vụ đụng độ đã xảy ra trên Biển Đen giữa máy bay ném bom tiền tuyến cánh gục cánh xẻ Su-24 Fencer của Không quân Nga và khu trục hạm Aegis Donald Cook lớp Arleigh của Hải quân Mỹ. Theo báo chí Mỹ, thì chiếc chiến đấu cơ Nga đã áp sát tàu Donald Cook và thực hiện những động tác thao diễn nguy hiểm, mô phỏng hành động diễn tập tấn công vào chiếc khu trục hạm này. Washington nhận xét đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Trong khi đó, phía Nga cho rằng sở dĩ chiếc máy bay của mình áp sát chiến hạm Mỹ thành công là bởi các hệ thống tác chiến điện tử tích hợp đã phát huy tác dụng, khiến cho nó hoàn toàn biến mất trên màn hình radar cảnh giới của đối phương. Tuy nhiên, mới đây trang Avia Pro của Nga lại cho biết rằng việc xuất hiện thông tin máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 có thể vô hiệu hóa khả năng trinh sát của khu trục hạm Mỹ thông qua việc sử dụng hệ thống tác chiến điện tử chỉ là giả tưởng. Lý do dẫn đến kết luận này là bởi vì các chuyên gia đã lập luận rằng ngay cả với sức mạnh tối đa của hệ thống đối kháng điện tử, máy bay ném bom Su-24 cũng không thể tạo ra bất cứ khó khăn nào cho những tổ hợp khí tài có công suất vượt trội hàng trăm lần mà khu trục hạm Donald Cook mang theo. Các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh đến thực tế là hệ thống EVK được cài đặt trên máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 không thể vượt qua hàng phòng thủ của tàu khu trục Mỹ Donald Cook trong mọi trường hợp. Thậm chí là các phương tiện tương tự được cài đặt trên tàu chiến rất có thể sẽ vô hiệu hóa chính máy bay ném bom. Chuyên gia Nga cho rằng một cuộc tấn công sử dụng thiết bị tác chiến điện tử nhằm chế áp khu trục hạm về mặt lý thuyết là có thể, tuy nhiên trên thực tế, sức mạnh của hệ thống tác chiến điện tử của Su-24 phải yêu cầu lớn hơn hàng trăm lần. Hơn nữa, điều này đòi hỏi phải có thời gian tiếp xúc lâu dài để có thể thực hiện thao tác chế áp điện tử đối phương thay vì trong phút chốc. Các khả năng của máy bay ném bom không nên nhầm lẫn với năng lực của tàu chiến. Như vậy, thông qua kết luận của chính các chuyên gia quân sự Nga, vụ việc máy bay ném bom Su-24 chế áp điện tử để biến mất trên màn hình radar của khu trục hạm Donald Cook có thể chỉ là sản phẩm vui đùa kiểu Nga mà thôi. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.